Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh xe hay V88, kênh cập nhật tất cả về các dòng xe. Kênh hôm nay sẽ đánh giá xe Hyundai Santa Fe 2022 có gì hot, thông số kỹ thuật, hệ thống vận hành, ngoại thất, nội thất, giá bao nhiêu. Mời tất cả các bạn cùng xem chi tiết nhé. Thế hệ hiện tại của Hyundai Santa Fe đã ra mắt từ năm 2018. Vì thế hãng xe Hàn đã quyết định trình làng phiên bản nâng cấp giữa dòng đời cho mẫu xe ăn khách của mình để tăng cường sức hấp dẫn trên thị trường. Sáng ngày 3 tháng 6, Hyundai đã chính thức công bố những hình ảnh hoàn chỉnh của Santa Fe 2022 với sự lột xác ấn tượng về ngoại hình. Hãng xe Hàn Quốc, Hyundai hé lộ hình ảnh phiên bản mới trong giải sản phẩm của mẫu SUV Hyundai Santa Fe trong năm 2022 là phiên bản XLT và PHEV. Phiên bản XLT được nâng cấp từ biến thể SEL, sở hữu vẻ ngoài táo bạo hơn với các điểm nhấn trang trí trên một số bộ phận được làm đen nhằm tạo thêm nét đặc trưng cho mẫu xe. Đây là phiên bản XLT đầu tiên của hãng xe Hyundai. Hyundai Santa Fe 2022 cuối cùng được trang bị hệ thống chuyển động plug-in hybrid. Phiên bản PHEV sẽ trở thành một trong những phiên bản tiết kiệm nhiên liệu nhất của mẫu SUV này. Đối thủ cạnh tranh của Hyundai Santa Fe trên thị trường Mazda CX-8, Honda CR-V, Ford Everest, Toyota Fortuner. Và đối thủ cạnh tranh phiên bản PHEV là Toyota RAV4 Ram, Mitsubishi Outlander PHEV. Giá xe Hyundai Santa Fe 2022. Hyundai Santa Fe 2022 phiên bản PHEV sẽ được bán tại Mỹ vào cuối năm 2021. Giá bán cho các phiên bản như sau. Giá xe Hyundai Santa Fe SE 2022 từ 27.200 USD. Giá xe Hyundai Santa Fe SEL 2022 từ 29.000 USD. Giá xe Hyundai Santa Fe XLT 2022 từ 32.300 USD. Giá xe Hyundai Santa Fe Limited 2022 từ 38.960 USD. Giá xe Hyundai Santa Fe Calligraphy 2022 từ 40.960 USD. Giá xe Hyundai Santa Fe Hybrid 2022 từ 34.850 USD. Giá xe Hyundai Santa Fe PHEV 2022 từ 40.535 USD. Hyundai Santa Fe 2021 vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Do vậy Santa Fe 2022 có thể được ra mắt tại Việt Nam vào đầu năm 2022. Nội thất Hyundai Santa Fe 2022. Hyundai tự hào giới thiệu rằng khoang cabin của xe 7 chỗ Santa Fe 2022 sẽ yên tĩnh hơn trước đáng kể nhờ được bổ sung các vật liệu cách âm. Nhìn vào hình ảnh khoang lái, khách hàng sẽ dễ dàng nhận ra cần số truyền thống đã biến mất. Thay vào đó là nút bấm điện để lựa chọn số B, R, N và D như các mẫu xe hiện đại, tạo ra trải nghiệm mới mẻ hơn. Vô lăng của Santa Fe 2022 vẫn có cấu trúc 3 chấu, bọc da nhưng mang lại cái nhìn sang trọng hơn nhờ các nút bấm được ốp kim loại sáng bóng. Cụm đồng hồ phía sau đã được nâng cấp từ analog thành màn hình kỹ thuật số 12,3 inch mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Khoang hành khách của Santa Fe 2022 vẫn mang lại cho hành khách sự rộng rãi và thoáng đãng đến từ cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Nhờ được bổ sung thêm các vật liệu cách âm, sự mệt mỏi trên các chuyến đi xa sẽ được giảm bớt. Nếu sử dụng cả 3 hàng ghế, Santa Fe 2022 sẽ có dung tích khoang hành lý đạt 130 lít. Nếu cần thêm không gian tối đa để chở đồ, người dùng có thể gập phẳng cả hai hàng ghế phía sau. Hệ thống giải trí mới trên xe ô tô Hyundai Santa Fe 2022 vẫn chưa được tiết lộ. Trước mắt chỉ biết được xe sẽ có màn hình giải trí nâng cấp lên kích thước 10.25 inch. Các tính năng ở phiên bản hiện tại gồm có bản đồ định vị dẫn đường, sạc không dây chuẩn chi và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay độc nhất phân khúc, kết nối Bluetooth, AUX, radio, MP4, dàn âm thanh 6 loa chất lượng cao nhờ có bộ xử lý Akami Premium Sound, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm. Hiện tại, Hyundai chưa tiết lộ Santa Fe 2022 sẽ sử dụng động cơ nào. Theo một số nguồn tin, hãng xe Hàn sẽ bổ sung tùy chọn động cơ hybrid và hybrid cắm sạc bên cạnh các động cơ máy dầu và xăng truyền thống. Santa Fe 2022 sẽ có khả năng thích nghi địa hình tốt hơn bản tiền nhiệm nhờ được bổ sung thêm núm chỉnh chế độ lái, bao gồm 4 chế độ gồm êm ái, comfort, thể thao, sport, bùn, mút, tuyết, snow. Ngoại thất Hyundai Santa Fe 2022. Theo tiết lộ từ hãng xe Hàn, Hyundai Santa Fe 2022 sẽ được hãng áp dụng nền tảng khung gầm thế hệ thứ 3 mới nhất. Nền tảng mới có khả năng hấp thụ lực tác động cực tốt, đồng giảm thiểu sự biến dạng của cabin nhờ sử dụng chất liệu thép siêu bền, đồng thời giúp cải thiện về hiệu suất, trải nghiệm lái và độ an toàn. So với bản tiền nhiệm, Hyundai Santa Fe 2022 sở hữu phần đầu xe hầm hố và dữ dằn hơn.
Thay đổi đáng chú ý nhất là bộ lưới tản nhiệt được mở rộng sang hai bên, các đan lưới bên trong cũng được làm mới giúp xe trong bề thế khi nhìn từ trực diện. Cản trước của xe đã được thiết lại to bản và trông cứng cáp hơn. Có thể sau khi nhận được nhiều phản hồi về đèn pha bố trí khá thấp, hãng xe Hàn đã quyết định rời đèn chiếu sáng cao hơn trước. Cách sắp xếp các bóng LED cũng thay đổi, tách đôi và chia thành hai tầng. Dải đèn daylight vẫn được bố trí cao nhất dạng mắt hít, tuy nhiên đồ họa dạng móc câu đã được thay thế thành chữ T. Thay đổi này khiến khách hàng dễ liên tưởng đến hình ảnh búa to của Volvo. Sang đến phần hông, điểm nhấn đáng chú ý nhất là bộ vành mới 5 chấu ghép tạo thành hình ngôi sao và có kích thước tiêu chuẩn lên tới 20 inch. Các vòm bánh xe đã được loại bỏ các phần ốp màu đen. Bắt kịp xu hướng với các mẫu xe hiện đại, Hyundai Santa Fe 2022 đã được bổ sung một dải phản quang nhỏ nối liền hai cụm đèn hậu LED tạo sự liền mạch, đồng thời giúp đuôi xe trông rộng và bề thế hơn. Ở phần cản sau cũng có thêm một dải đèn phản quang tương tự. Hệ thống ống xả đã bị giấu bên dưới gầm xe, thay thế là kiểu thiết kế ống xả giả, xung quanh được viền kim loại sáng bóng. Vận hành và an toàn Hyundai Santa Fe 2022. Hyundai Santa Fe 2022 tùy chọn hai động cơ. Động cơ đốt trong sở hữu động cơ 4 xi lanh, dung tích 2.5 lít sản sinh ra công suất tối đa 194 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 247 nm. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp. Tùy chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Động cơ plug-in hybrid sở hữu động cơ xăng tăng áp 1.6 lít kết hợp với động cơ điện cho công suất kết hợp 261 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 nm. Bộ pin công suất 138 kWh, có thể đi được quãng đường lên tới 50 km ở chế độ thuần điện giữa hai lần sạc. Hyundai vẫn chưa công bố các hệ thống an toàn mới trên Santa Fe 2022. Các hệ thống an toàn hiện tại gồm có 6 túi khí, camera lùi, cảm biến lùi, hệ thống hỗ trợ đỗ xe, chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, kiểm soát ổn định thân xe, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang, cảnh báo người ngồi hàng ghế sau ROA, khóa an toàn trẻ em thông minh, giữ phanh tự động, phanh tay điện tử, hiển thị thông tin trên kính lái HUD, cruise control. Dù chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, facelift, nhưng Hyundai Santa Fe 2022 đã khiến không ít khách hàng bất ngờ trước sự lột xác về thiết kế. Các thông số kỹ thuật và trang bị vẫn còn là ẩn số nhưng người dùng đã phần nào thấy được những cải tiến vượt trội so với bản tiền nhiệm. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.